Bây giờ bực thánh đây, quan thánh đế quân rồi. Dạ. Thì ông phải cúng ông trai đi, còn cái này là cúng binh của ông nè. Cúng binh của ông? À, cúng binh của ông, đãi binh của ông. Đó. Đãi binh của ông. Thì bây giờ là... Chào cô bác anh chị em. Cao Hớn hôm nay có mặt tại ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, ngay tại cái ngôi miếu Quan Đế Thánh Vân. Thì ở đây hàng lễ là hàng năm là đều cúng vào ngay cái ngày hôm nay là ngày 24 tháng 6 âm lịch là cúng ông Quan Thánh Vân. Thì hôm nay cô Tư mà được củ quyền cũng như là bà tổ cô theo hộ độ rất là kỳ diệu. Thì cô Tư hôm nay đi đến đây cúng viếng cũng như là có cho Cao Hớn mình hay sẵn dịp mình đi đến đây để quay cái buổi lễ cúng ông Quan Thánh này cũng như là bà cô Tư cho cô bác xem. Thì địa chỉ ở đây ngôi miếu Quan Đế Thánh Vân này là nằm ngay chân cây cầu bờ cao thuộc ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì giờ này tầm khoảng 8 giờ sáng thì bà con cô bác ở đây chuẩn bị làm lễ cúng. Hồi đó giờ thì Cao Hớn mình cũng chưa từng viếng nghe cái buổi lễ cúng ông Quan Thánh là như thế nào. Hôm nay mình đến đây để mình quay một cái buổi lễ cúng ông Quan Đế Thánh Vân cho mọi người xem. Đây là cái cổng rất là đẹp và bắt mắt nè. Hôm nay cũng có cô Tư đi cúng ở đây. Mình thấy ở tại đây ban tổ chức cũng có chuẩn bị cái sân khấu nhé nè. Chút xíu sau buổi lễ thì bà con cô bác dùng cơm ở đây, sau đó cũng hát những bài hát ngày xưa. Và đây là những ông bà cô chú lớn tuổi đến đây để dự buổi lễ. Chú thứ mấy con quên rồi? Chú Ba. Chú Ba, đây là chú Ba mà đờn kìm rất là hay luôn nè cô bác anh chị. Lúc trước mình có đăng chú Ba qua cho mọi người xem. Hôm nay chú Ba cũng có đi đến đây. Chút xíu chú Ba có đánh đàn không? Có luôn. Chút xíu để xem chú Ba đánh đàn. Đây là chú Ba đánh đàn kiềm, năm nay là 80 mấy tuổi rồi. Đàn guitar nè. Đàn guitar luôn. Dạ. Để mình đi quay dạo một vòng nơi này cho bà cô bác thấy. Ở phía trước này mình thấy ông bà ở đây là cúng mặn nè. Gồm cá lóc, tôm, thịt heo, một cặp vịt rất là to, một con heo quay. Ở phía trước này là cúng đồ mặn. Đây là ban nhạc của anh cũng người quen, Minh Tâm tại Lấp Vò. Ông Quan Thánh ở giữa. Dạ, con chào chú. Khoảng mấy giờ mình mới diễn ra cúng hả chú? 9 giờ đợi mấy bà làm chương trình. Dạ. Chưa dọn chân, còn có bạn trai nữa. Quay gì? Dạ, là khoảng 9 giờ hả chú? Dạ. Cái này là mình cúng thường lệ là hàng năm luôn, ngày 24 tháng 6 âm lịch phải không hả chú? Dạ. Cái này cũng thượng điện, hạ điện với 12 ba tháng giêng, 12 ba tháng 5. Dạ. Cũng như mình tín ngưỡng ông rồi đó, về thằng Phật Già Lam rồi. Rồi dân tình trong xóm, trong làng mình tưởng nhớ theo cái lời của ông bà để lại. Dạ. Ra giờ mình tưởng nhớ cầu quốc thế dân an, gia đình bình an, mình tưởng nhớ mình cũng. Dạ. Ở đây mình gọi là ngôi miếu hay là ngôi đền hay là ngôi miếu gì chú? Miếu ông Quan Đế Thánh Vân. Dạ, là gọi là ngôi miếu. Ổng là quan vũ của thời kỳ Lưu Bị đó. Dạ. Ổng là ông quan vũ à. Mình cái ngôi miếu của ông ở đây là ngự đây là khoảng thành lập ra bao nhiêu năm rồi chú?
tôi không nhớ đâu, còn cả đời ông nội tôi là có cả trăm năm nay rồi. Dạ, vậy rất là lâu rồi. Trăm năm. Thầy ông nội chú là chắc cũng chơi cả trăm năm trở lên. Ông nội tôi... Dạ, chú à. Chú, cái ngôi miếu ông Quan Đế Thánh Quân này là bao nhiêu năm rồi chú? Này chắc cũng lâu lắm à. Trên trăm năm. Thờ, lâu quá, không ai nhớ nổi. Dạ. Mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm luôn. Ba Tàu nó qua nó. Ồ, vậy là mấy đúng rồi, mấy trăm năm thầy trước dạ. Pháp à. Dạ, Ba Tàu nó. Dạ. Truyền thống địa phương con cháu giữ gìn luôn truyền tới ngoài. Bà con cô bác mình ở tại xã Bình Trung mình tín ngưỡng thờ cúng ông để ông hộ độ cho bà con cô bác mình làm ăn dạ, sức khỏe ha chú. Dạ. Hòa gió thượng quân thế dân an, giúp điền biển ổn, được dân làng được tận bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi lo làm ăn. Dạ. Sáu điền đoàn kết với nhau lo cúng ông. À, chút xíu con sẽ quay cái buổi lễ cúng ông Quan Thánh cho bà con cô bác xem. Dạ, tại vì đó giờ con cũng chưa từng xem. Chú ở đâu? Cả con ngoài thị trấn á. Dạ. Tên gì? Dạ con kênh Thích Lang Thang. Dạ. Biết là mở rồi coi. Dạ. Cô Tư ở đằng xa kìa, lại trò chuyện với cô Tư chút xíu à. Dạ, con chào cô Tư. Khỏe cô Tư, lâu quá mới gặp lại. Cái này là cái bữa ngày 21 đó. Tại vì con đi đây con dự á là mấy năm. Dạ. Thấy cúng trên đó cũng cúng mặn vậy nè. Dạ. Cái bắt đầu cái năm nay cái cô có ý kiến. Cô ý kiến cô nói thôi bây giờ cô vô đây cô mới bàn ở đây. Bây giờ cúng ông á, bây giờ bực thánh đây. Quan Thánh Đế Quân rồi. Dạ. Thì ông phải cúng ông trai đi, còn cái này là cúng binh của ông. Cúng binh của ông. À, cúng binh của ông, đãi binh của ông. Đó. Đãi binh của ông thì bây giờ là đãi binh của ông nè. Thì cái phần này đó thì cô có hứa để giúp tiếp hộ trong đây. Dạ. Cô không có nói cái người đó mà cô không nói là ở đâu hết. Hiểu không? Dạ. Dạ cô Tư. Cho con hỏi thêm á, cô Tư nãy nói là hàng năm là ở đây mấy ông bà ở đây là cúng là giờ cúng mặn không? Mà năm nay mới có cúng chay ha. Ở đây nè, để nói hàng năm là cô vô đó là cô thấy cái bàn của ông á cúng mặn. Dạ. Thì cúng cũng vịt và cá rồi lóc rồi thịt heo rồi vậy, chứ sau năm nay cô vô thì mới nói không có được. Bây giờ cúng ông thì ra cúng ông, còn đãi binh thì ra đãi binh. Dạ. Cúng ông là phải cúng chay. À, còn đãi binh là phải đãi mặn như vậy thì Tư mới tham dự. Còn nếu mà Tư bàn mà không có được thảo thuận thì chắc cái xác của Tư không đến đây đâu. Tư nói thật, tại vì ông là bậc thánh rồi, tu cầu quân thánh rải ân mà khắp bốn miễn dân lành được hưởng. À, bây giờ ông đã quan thánh rồi đó, thì bây giờ cúng ông là cô đề nghị là cúng ông là cúng chay, còn đây là đãi binh ông nè. Dạ. À, đãi binh ông nè, thì chút xíu nữa thì là cô trình lễ đó xong xuôi rồi đó là cô ra đây là cô đóng góp vô một cái phần cúng ông đây. Ha. Dạ, tức là ông là thuộc về thánh rồi, do đó là phải không ai dùng mặn dùng chay. À, thánh, nhưng còn mà ở ngoài đây của ông, minh gia là ông dùng mặn ăn mặn cúng rồi. Dạ. Bởi vì cái bực thánh là ăn chay, còn bực thần, ông thần là ăn mặn mà ông thánh là ăn chay. Đó. Nên đó, cô vô cái cô đề nghị ở đây người ta nhất trí cho cô. Thành thử ra là cô mới vô để cô sắp đặt cúng như vậy nè con. Đó. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ là cái đồ chay dọn lên chưa để kiếm cậu. Ừ. Tới giờ mấy ông mấy bà cúng rồi. Thank you.
nay mười mười hương Nguyễn Hương Thank you.
Bên là hai đệ tử của cô Tư, à, lúc nào đi cúng cũng đi sát bên để cúng. Thank you.
Thank you.
Nghe mùi mà nó buồn quá.